Tiến Audio Hải Dương xin kính chào các bác, các quý khách yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc thân yêu. Thưa quý vị và các bác, các anh em thân mến, hôm nay là ngày 22 tháng 1 năm 2019 và bây giờ hôm nay em test video hơi bị sớm so với thường ngày. Bây giờ là 4 giờ kém 20 của buổi chiều rồi. Thưa quý vị và các bác, hàng nó mới về trong đêm muộn ngày hôm qua thì em không kịp test video lên cho các bác, và hôm nay trong buổi sáng ngày hôm nay thì em đã đi gửi hàng hết tấp lập cho các bác. Thì bây giờ em có thời gian đưa hàng mới lên cho các bác để các bác tham khảo và có những sản phẩm nào nó hợp lý với các bác và cái tầm tiền trong các bác đầu tư, thì các bác hãy gọi trực tiếp cho em vào cái số máy 0966 603 183. Thưa quý vị và các bác, các anh em thân mến, phía sau hai đôi loa đó là hai đôi loa full Bass 40. Dòng này là dòng loa bãi chuyên dùng để hát karaoke và nghe nhạc rất hay, rất phê. Sử dụng một cái loa Bass 40 và một loa check kèn có thể thích thùng rất là đẹp và đôi loa rất là nặng. Nó đến từ công nghệ là các cái linh kiện là của Mỹ và lắp ráp tại Trung Quốc và do nước Trung Quốc sử dụng, và nó được nhập khẩu về từ bên Trung Quốc. Thưa quý vị và các bác, nó không giống như các những dòng loa mà người ta mua ở chợ về để làm thùng nên đóng các bác nha. Em xin nhấn mạnh một câu là những dòng loa em bán không phải là dòng loa chợ mà người ta mua bát hay là lắp ráp thùng để bán hay là mua phân tần về tự lắp ráp bán các bác nha. Đây là hàng bãi nguyên bản từ ở bên nước ngoài. Chất âm của nó rất hay và tiếng của nó đánh thì miễn bàn. Đặc biệt các bác nghe nhạc hát karaoke thì nó cực kỳ hay luôn. Nó chỉ hợp để ghép với đẩy mà thôi. Và cái giá của hai đôi loa đó là 7 triệu 200 ngàn đồng. Em sẵn sàng bỏ ra 8 triệu đồng và thách đố các bác đi mua hai đôi loa như thế này. Tức là 18 triệu đồng một đôi là em cho các bác không thể đi đâu mua được đôi loa như bên em bán ra giá 7 triệu 200 ngàn đồng. Em dám nói như vậy. Bởi vì những đôi loa như này ở ngoài người ta bán toàn 12 triệu 500 ngàn đồng mà thôi. Thưa quý vị và các bác. Rồi. Ai có nhu cầu thì alo cho em nhé. Thưa quý vị và các bác, trước mắt quý vị và các bác em về được một số loa, nó toàn là của Mỹ thôi, không có một đôi loa Nhật nào hết. Nó đang xếp hàng ở đây à. Nó đang xếp hàng ở đây và đang được chờ lên sóng. Em sẽ lần lượt đưa từng đôi loa một lên test âm thanh và giới thiệu thông số để cho các bác lắm được. Và thưa quý vị và các bác, trước mắt quý vị và các bác, đây là một đôi loa. Nó có thông số model như sau. Bây giờ em xin mời quý vị và các bác hãy đến với thông số model của đôi loa này. Chất của đôi loa này phát ra cái tiếng của nó đấy, rất là hay. Xin nhấn mạnh, rất hay. Thưa quý vị và các bác, thì bây giờ em xin mời quý vị và các bác hãy cùng chiêm ngưỡng cái dung nhan của em đó. Thùng gỗ lạng, có một cái màu vân gỗ rất là đẹp, rất chắc chắn, thùng gỗ lạng. Đôi loa này đẹp như kèo, đẹp không sắt răm, không sắt mẻ. Và cái thương hiệu của nó là như sau: AVLD. Quý vị và các bác thân mến, đây là đôi loa đến từ Mỹ nha. Nó có tên là AVLD. Model của nó là 103. Đôi loa này có cái trở kháng và công suất. Em đọc nó xem nào. Cái công suất của nó là 150W. Công suất của nó đấy, 150W. Chữ rất là nhỏ. 150W các bác nha, chỉ để vậy thôi. Còn tiếng Tây em không đọc được. Đôi loa này có trở kháng ở trên cùng này, là trở kháng là 8 ohm. Đấy, trở kháng này là rất dễ ghép âm đi rồi các bác nha. Đôi loa này sử dụng một cái loa Bass 27. Một cái loa Bass 27 các bác nhé, đường kính 27. Màng giấy và gân của nó là gân cao su mỏng dính mềm sau luôn. Gân cao su mỏng mềm sau, các bác đủ biết rằng đôi loa này phát ra một chất âm rất là hay. Màng giấy và một loa chung giấy và một loa check rất là kỳ dị ở đây. Check trong này là check lòng đỏ này, các bác nhìn này. Check bên trong là lòng đỏ và check bầu rất là đẹp. Tiếng check này rất hay. Nó có một cái trang bị một cầu chì chống chập cháy ở đây. Cầu chì chống chập cháy. Và nó có vi tinh chỉnh cắt cho các giải tầng
chép lời bát các bác nha. Đây vi tinh chỉnh nó này, các bác còn là lấy cái tô vít dẹt đấy ạ, bác vặn lên vặn xuống nó có từng nấc một. Đấy, rất đẹp nha. Cái hình cái loa chung này nó làm giống như cái loa cổ ấy, trông rất là đẹp, rất là hay. Đấy, rất là đẹp. Và cái bên trước bên này thì cái e căng của nó em để nguyên bản như này các bác nhé. E căng rất là đẹp, các bác hãy ngắm nhìn, rất là đẹp luôn ạ. Đó. Và bây giờ em xin bỏ lốt cái e căng của nó ra để các bác ngắm nhìn cái loa. Hàng về chưa lau dọn, em chỉ chưa lau dọn một chút nào hết, dựng vào đây là em test cho các bác luôn. Đấy, rất là đẹp nhá. Cái mặt của nó này này các bác này, cái mặt đằng trước này nó mọc được mọc một lớp da bằng mặt đằng trước này nhá. Đây này các bác nhìn này, lớp da sần rất là đẹp bóng bẩy, không cái gì có thể bám bẩn vào nó được. Lớp da thì chỉ chúng ta chỉ cần lau qua nó sạch thôi. Đây các bác nhìn khoang khoang này, đấy là vết bẩn nữa các bác nhá. Đấy, rất là đẹp. Và thưa quý vị và các bác là cái đôi loa này nó có cái giá là 7.800.000 đồng. 7.800.000 đồng cho một đôi loa đến từ Mỹ có chất âm rất tuyệt vời và hay các bác nhá. Loa Mỹ. Và bây giờ em xin mời các bác hãy cùng em đi vào thẩm âm cấu hình này nhá. Em đang phối ghép đôi loa này với lại chiếc âm ni Harman Kardon HK6800. Rất hay, chất âm tuyệt vời.
Vâng, em xin cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi clip của em. Em xin được tạm dừng clip ở đây. Xin cảm ơn quý vị và các bác rất là nhiều.